Xin chào các bạn. Bộ phim Giữ Phượng Hành chính thức khai máy, thời trang của chị Lệ Dĩnh đánh cắp sự chú ý của mọi người. Cô và Lâm Canh Tân một lần nữa chung khung hình sau 5 năm kể từ ngày Vũ Văn Nguyệt rớt xuống hồ băng của Sở Kiều Truyện. Là cặp đôi màn ảnh kinh điển, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lại bắt tay đóng phim cổ trang sau 5 năm trôi qua. Ngày 14 tháng 6 vừa qua, đoàn phim Giữ Phượng Hành chính thức khai máy, công bố đội hình và tổ chức lễ ra mắt. Thân thế của hai diễn viên chính cũng dấy lên một làn sóng bàn luận sôi nổi. Tại buổi lễ ra mắt, toàn bộ đoàn làm phim Giữ Phượng Hành đã có mặt, không chỉ có nam nữ chính mà còn có các diễn viên khác. Nhưng đối với công chúng, thân phận cá nhân của nam nữ chính đương nhiên được quan tâm hơn cả. Rất lâu trước khi lễ khai mạc diễn ra, đội của Triệu Lệ Dĩnh đã giữ bí mật rất cao. Dĩnh Bảo được bao quanh bởi một số ô đen khi cô bước xuống xe. Đến lễ khai máy, Triệu Lệ Dĩnh trang điểm nhẹ, mặc áo phông ngắn tay hở rốn, quần jean cách điệu, đội mũ lưỡi chai và buông tóc. Trông cô rất trẻ trung và đầy cảm giác thời trang. Điều quan trọng nhất là thân hình này ngày càng làm nổi bật thành tích thể dục của Triệu Lệ Dĩnh, đặc biệt là vòng eo con kiến vô cùng hút mắt. Nhìn những bức ảnh gần đây, dù che nửa khuôn mặt bằng khẩu trang lớn nhưng đôi mắt của cô ấy rất có sức sống. Nam chính Lâm Canh Tân cũng phong độ, mặc kín mít từ mũ ngư dân đến áo khoác chống nắng cho đến quần tây giản dị. Cảm giác như anh ấy và Triệu Lệ Dĩnh đang ở hai mùa đông hạ. Có lẽ Lâm Canh Tân lo lắng về việc bị rám nắng hay không muốn tiết lộ trước kết quả thể dục của mình. Trong cả buổi lễ, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân luôn đứng ở vị trí trung tâm và trở thành hai nhân vật nổi tiếng được theo dõi nhiều nhất trong thời điểm hiện tại của làng giải trí xứ Trung. Đặc biệt là khi cả hai tương tác trên sân khấu, dù là chụp ảnh cùng nhau hay nói chuyện riêng tư, một cái nhìn đơn giản về nhau cũng có thể tạo nên cảm giác CP toàn màn hình, gây sự tò mò, háo hức cho những người hâm mộ cặp đôi tinh nguyệt. Trạng thái của Triệu Lệ Dĩnh trên hiện trường rất phù hợp với nhân vật trong phim. Cô ấy mang đầy phong thái nữ vương. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ đóng vai nữ chính của vở kịch mà còn là nhà sản xuất của bộ phim. Triệu Lệ Dĩnh có thể được miêu tả là một nữ vương chân chính của làng giải trí. Cô ấy không chỉ cần trau dồi kỹ năng diễn xuất mà đang tìm kiếm sự đột phá và còn phải đảm bảo chất lượng của bộ phim. Vì đây là lần đầu tiên cô ấy làm nhà sản xuất phim truyền hình. Để có được danh tiếng tốt, cô ấy chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Trên thực tế, trước khi phim khởi quay, các diễn biến khác nhau về diễn viên chính được tranh luận sôi nổi. Nữ chính Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu khởi động từ rất sớm để chuẩn bị tham gia đoàn làm phim. Tình trạng tổng thể của cô rất tốt và sự mệt mỏi trong thời gian đóng hữu phỉ đã giảm bớt. Dù là làn da hay đôi mắt đều được trẻ hóa trở lại, đồng thời có khí chất của một nữ hoàng. Tuy nhiên, thể trạng của nam diễn viên Lâm Canh Tân không được khả quan. Đầu tiên, anh thường xuyên gặp phải các vấn đề như thân hình không mấy săn chắc và bọng mắt trên khuôn mặt. Có lẽ nhìn thấy mối quan tâm của mọi người, Lâm Canh Tân tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn. Anh đang tập thể dục và hy vọng sẽ điều chỉnh được trạng thái tốt hơn. Đánh giá về những mẫu trang điểm gần đây, Lâm Canh Tân quả thực đã giảm cân rất nhiều, cả người trông năng động và trẻ trung hơn hẳn. Điều này chứng tỏ việc duy trì tích cực và thể dục vẫn rất hiệu quả. Ngoài việc duy trì ngoại hình, hai diễn viên chính cũng bắt đầu trao đổi và gặp gỡ nhau. Đầu tiên, cả hai tích cực tương tác trên các nền tảng xã hội và khởi động cho bộ phim truyền hình mới. Sau đó, họ cùng nhau ăn tối, là đối tác cũ, cả hai đều rất thoải mái, có tâm trạng tốt. Có lẽ họ rất thích sự hợp tác trở lại lần thứ hai này. Mặc dù bên ngoài còn nhiều tranh cãi, nhưng bộ phim mới bắt đầu quay và sẽ phải mất một thời gian nữa mới chính thức được khởi chiếu. Chúng ta có thể hy vọng rằng hai diễn viên chính có thể đóng góp màn trình diễn tốt nhất của họ và tái hiện sự bùng nổ rating năm 2017. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Hãy like và chia sẻ thông tin tới mọi người nhé!